Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử xin kính chào quý bà cô bác cho toàn thể anh chị em. Tiếp tục chương trình hỗ trợ gạo và tiền cho người bệnh, thì hôm nay đệ tử có mặt tại đây là ấp Do Một, xã Núi Voi của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì tới nhà của chú Điệp, chú bị tai biến. Thì bây giờ là mình bước vào bên trong để mình coi cái gia đình của chú Điệp sao đó vậy. Mời mở gì chúng ta vào. Người ta có lại thăm. Dạ con chào chú. Có đèn không? Có đèn, bắt cái đèn lên nè. Chú khỏe không? Gia đình hiện tại là ai nuôi, em trai nó nuôi chú Điệp không? Con trai. Gì hả? Rồi 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 gia đình kinh tế làm sao anh? Cũng mần thuê mần mướn. Vậy là em trai đi mần hả? Trai cũng ở nhà nuôi cha nó vậy đó, có hai cha con vậy đó. Rồi ai rồi tiền đâu nuôi? Cũng có người này kia cho. Gì hả? Nghiệp ha. Không mần. Em nó đi ra chợ ha. Cháu đi ra chợ. Dạ. Thì hôm nay đến để thăm chú và bên cạnh đó cũng gửi cho chú 20 kg gạo do con của chú Tư Lý, tức là họ cho đặng hồi hướng công đức cho chú. Chú mắc cũng nay cũng được hơn 49 ngày rồi, qua bảy tháp rồi. Và bên cạnh đó thì đại diện cho em đời ở trên Bình Dương đó thì gửi cho chú 200. Và đại diện cho chị Thí Châu bên Mỹ đó gửi tặng cho chú 500 ngàn, đó là 700 ngàn với 700 ngàn và 20 kg gạo, 500 của chị Thí Châu bên Mỹ và 200 của em đời ở trên Bình Dương thì gửi tặng cho chú 700 ngàn và 20 kg gạo để cho chú có cái tiền để mua sữa cũng như là mua thuốc để trong cái khoảng thời gian mà mình bị bệnh làm gì. Nè chú nghe nói không? Nghe không? Nghe hả? Biết nhớ niệm Phật không? Biết niệm Phật không? Niệm giao duyên với con đâu ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nói cái chuyện được. Nam mô A Di Đà Phật. Kệ kệ con. Chạy vô. Họ hỏi chào với chú con. Mới tới cơ. Dạ. Đi mua đồ ăn. Đi vô đi con. Niệm Phật giao duyên với con cái này được không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó không dám ép miệng được á, không nghe được. Nghe được, mà dạ. Nói nó không được. Dạ. Nghe được, nó không được. Gắng ăn, gắng khỏe lên nha. Đặng tới lui rồi với anh em. Cái này phải được chăm cứu ha. Hay sao? Bị tai biến cái này, những người bị tai biến thường là châm cứu, nó mới châm cứu với chạy điện, chạy tia laser. Cái đó em có làm hết rồi, cũng một thời gian rồi mà không có về, thì không có đủ kinh phí rồi, mới muốn về tiếp đó là châm cứu, chạy laser, tạo lý trị liệu nữa, làm nhiều. Không hết à? Dạ. Dạ. Còn nghiệp chúng à? Thì anh làm giúp anh có lại đó. Dạ. Lần này anh cũng lại hỏi đại diện cho Mạnh Thường Quân của chị Thị Châu bên Mỹ gửi cho chú 500. Dạ. Và của em đời ở Bình Dương gửi tặng cho chú 200, đó là 700. Em nhận dùm nha. Dạ. Và cạnh đó 20 kg gạo của con chú Tư Lý hồi hướng công đức cho chú. Dạ. Ha. Gắn lên ha. Rồi chúc gia đình khỏe nha. Gắn lo cho chú trong khoảng thời gian chú bệnh gì. Nói chung mà chú bệnh mà kinh lo vậy là quý quá rồi. Thì kính thưa chú quý vị, thì vừa qua cô bác anh chị em mình đã coi qua chương trình của đệ tú đó, thì cũng coi thấy được hoàn cảnh của chú Điệp, cũng có gửi tiền cho chú Điệp. Thì cô bác anh chị em mình nếu mà có gửi cho chú Điệp nữa thì đệ tú sẽ làm nhiều cầu nói cho cô bác mình để đến đây trao tặng tay cho chú Điệp. Thì bao nhiêu thì đệ tú cũng sẽ chạy lên để gửi. Thì các mong mọi người chúng ta khởi lòng từ bi, đồng mối từ tâm để hỗ trợ giúp đỡ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Thì chương trình đệ tú cho tiền đã xong, kính chúc tất cả mọi người coi chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
chúc tất cả quý đồng đạo chúng ta tu hành tinh tấn, mong rằng tất cả mọi người đều hướng trên con đường lành để chúng ta cùng nhau đi trên con đường tiến hóa giải thoát quý vị. Thì đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.